sự thì Emily biết tới cái bộ môn cascader này là do duyên một lần đi casting một bộ phim hành động. Khi mà casting đậu vào vòng final thì phải training 2 tháng. Thì trong 2 tháng đấy Emily rất là may mắn khi mà được biết tới team X. Sau khi 2 tháng tập luyện và cast xong bộ phim đó rồi thì Emily cảm thấy rất là thích. Bởi vì một phần nó phù hợp với cái sở thích của Emily, đó là về thể thao, vận động. Nó rất là tốt cho sức khỏe, và thứ hai là nó cũng phù hợp với dự định trong tương lai của Emily về nghề nghiệp. Và một phần nào đấy cũng có võ trong người thì nó cũng an tâm. Nên là Emily vẫn duy trì từ tháng 10 năm ngoái cho tới bây giờ là Emily duy trì mỗi tuần ít nhất sẽ là 3 buổi tập cascader trừ mùa dịch. Kỳ mùa dịch thì Emily đã nghỉ 1 tháng rưỡi và mới bắt đầu tập lại gần đây thôi. Trong team X này của Emily gọi đó theo không? Đây là việc hàng ngày của ông. Em rất là đau, đó là xu. Dọc đi, đỏ đi tí ơi. Đấy, còn đây, anh bên đây là anh Chiến. Nhẹ nhàng hơn xíu. Nhưng mà là anh có tuổi đời rất là lâu trong nghề cascader. Anh có những kỹ năng là nhào lộn đá này nọ rất là đẹp luôn. Sau kia là lớp trưởng, đó là anh Bình. Đó. Bày người ta thì rất là nhanh. Tới mình chào là mình hồi lắm. Emily và mọi người vừa xong cái phần gọi là khởi động và bổ trợ. Thì trong một buổi tập Emily nghĩ là Emily sợ nhất hai phần vừa rồi, đó là phần ép dẻo và phần bổ trợ. Bởi vì nó tốn rất là nhiều thể lực. Đấy, mà hôm nay là quay hình nên là thật ra là nhẹ rồi đó, chứ hàng ngày là gấp đôi. Thường là cái này xong phải 1 tiếng rưỡi. Sau phần này sẽ tới cái phần là mình sẽ tập về kỹ thuật cascader. Mọi người sẽ tập đá thì mình sẽ cảm giác cái đá đó như thế nào, nên là sư phụ không, cái này là diễn giả nha mọi người. Chứ ở trên phim không có diễn ai vậy nha. Đó thì sẽ tí mình sẽ đấm và đá thật một xíu. Chứ cỡ cái anh này là bằng anh và viên taekwondo bao năm rồi tiên? 12 năm. Một vận động viên taekwondo 12 năm mà đạp mình thì có nhập viện đúng không? Nên là đi gặp sẽ đá chơi thôi mọi người. Mọi người làm chứng nha. Đá nhẹ thôi. Rồi. Sợ là cổ tay con gái bị yếu nên là Ly với hay là Quỳnh á, khi tập với cái bao của mấy anh á thì sẽ bị chấn thương ngay cổ tay, nên là mình sẽ đeo cái này để bảo vệ cổ tay. Bởi vì tập mà bị chấn thương rất là dở, sau này đi phim nó rất là không tốt. Rồi. Cái mặt gì luôn á.
Ly thấy cascader nó cũng base, nó dựa trên những cái môn võ, võ tự do, boxing rồi Muay Thái này nọ, nhưng nó được làm đẹp đi bởi vì khi lên phim á, nó là võ võ hơi nghệ thuật, nó đánh thật ra không đúng kỹ thuật đâu, nhưng mà mọi người sửa như thế nào để cho nó phù hợp với góc máy và nó có thể đẹp hơn, nên là những người mà tập võ chuyên nghiệp thì chưa chắc gì đánh võ trên phim đã đẹp. Mọi người phải thông qua các lớp này, chỉnh sửa dáng thì khi lên phim nó mới đẹp được. Em Ly nghĩ cho tới bây giờ khó nhất đó là những bộ môn nhào lộn. Đấm đá thì em Ly nghĩ là mình có thể kiểm soát được, nhưng mà những cái bộ môn như là nhào lộn này nọ thật ra nó cũng rất là cần thiết, thì đấy là bộ môn em Ly thấy là khó nhai nhất. Về đá thì nó cũng có các level khác nhau, đá tô lô, đá dép ngang, rồi đá số 4, rồi đá 360, đá 540, có nghĩa là những cái đá đấy nó sẽ kết hợp xoay. Thì những cái mà xoay trên không và đá thì em Ly thấy đó là cái cấp cao nhất của phần đá. Dạ, thì em Ly cũng có tập nhưng mà nó chưa thuần thục lắm, thì em Ly sẽ show cho mọi người về đoạn cuối của clip này.